Thì cái đầu tiên dễ nhất anh chị em thấy là gì ạ? Tạo tài khoản đã kiếm được tiền. Tại sao ạ? Ở đây nó liên quan tư duy chút, anh chị em hiểu chỗ này, đó là gì ạ? Chỗ nào có một cái đám đông đói khát thì chỗ đấy có tiền, anh chị em comment xuống điều này. Nơi nào có một đám đông đói khát thì nơi đấy có tiền. Đám đông đói khát ở đây á là Huy nói ý rằng là gì ạ? Là nơi khách hàng có nhu cầu. Anh chị em tưởng tượng nếu như mà chúng ta đang đi trong sa mạc, một đám đông ở trong sa mạc vừa đói vừa khát, mà mình cung cấp cho họ nước, đồ ăn thì họ xông vào họ gì ạ? Họ mua. Đúng không ạ? Họ xông vào họ mua. Thế thì chat GPT đang là một cái chủ đề rất hot và rất nhiều người quan tâm. Kể cả có nhiều người chưa biết nó là cái gì nhưng mà cũng rất quan tâm. Có đúng không ạ? Đấy. Và họ sẵn sàng chi trả để làm gì ạ? Để được trải nghiệm. 100.000 chả là cái gì cả. Rất đơn giản. Đúng không ạ? Lúc đầu Huy cũng phải bỏ tiền ra Huy mua. Sau đó Huy mua xong Huy nghiên cứu. Thực ra đầu tiên ấy là Huy gì ạ? Huy mày mò nghiên cứu. Nhưng xin thưa với anh chị em là không phải ai cũng mua được cái số điện thoại. Để mà mua được cái số điện thoại cũng phải là gì ạ? Cũng có kỹ năng, cũng phải hiểu biết. Đấy. Thì mới mua được, mới biết cách làm. Đó. Huy ngồi mày mò mãi chẳng làm được. Thôi ông bỏ tiền mua cho nhanh. Đấy là lý do tại sao mà trong cái nhóm của Huy ấy, là Huy có hướng dẫn cách để tự tạo tài khoản dành cho anh chị em nào thích tự tạo. Có một số cái nick mà có sẵn password rồi, anh chị em chỉ việc đăng nhập vào dùng thôi. Nhưng nó là cái tài khoản mà nó gọi là gì ạ? Chia sẻ, dùng chung. Dùng chung thì sao ạ? Thì thứ nhất đó là gì ạ? Là mình đăng nhập vào thì nó không dùng được, bởi vì trong một tiếng thì nó chỉ giới hạn được bao nhiêu câu hỏi thôi. Hỏi nhiều quá nó treo. Cái thứ hai nữa là những cái câu hỏi mà của mình cũ ấy, cái lịch sử của mình nó không được lưu, mà toàn câu hỏi của người ta thôi. Đấy, nhiều câu hỏi của mình nó lại bị lộ ra bên ngoài, tức là nó cũng không được riêng tư lắm. Đó, cho nên là mình vẫn phải dùng cái tài khoản chính chủ của mình. Đấy, thì nó yên tâm hơn và nó thoải mái hơn. Đó, thì đấy là cái nhu cầu. Và chỗ nào có nhu cầu thì chỗ đấy làm sao ạ? Chỗ đấy có tiền. Anh chị em nhớ điều này. Cái quan điểm này là Huy thống nhất với anh chị em trước để mình hiểu được cách kiếm tiền. Không phải ở đây đâu, ở đâu cũng vậy. Đấy ạ, ở đâu cũng vậy. Ví dụ như bạn gì bán hoa quả cũng thế. Bán hoa quả thì phải tìm cái nơi nào đấy mà người ta có nhu cầu. Thì mình xông vào mình bán, thì sẽ bán được. Ok không ạ? Rồi, thì cái đầu tiên là anh chị em có thể kiếm được tiền, đấy là gì ạ? Bán tài khoản. Đó. Rồi, cái thứ hai anh chị em có thể kiếm được tiền, đó là gì ạ? Đó là bán khóa học. Nào, bao nhiêu anh chị em chúng ta có nhu cầu học để hiểu cách làm, cách sử dụng, cách ứng dụng chat GPT để hiệu quả hơn, comment là tôi phát nào. Nếu như mà bạn muốn học để mà sử dụng chat GPT hiệu quả hơn, đấy, comment là tôi. Và anh chị em nào tối hôm qua đã học cái khóa học của thầy Cao Vương thì comment là số 1 chú ý ạ. Bao nhiêu anh chị em đã học cái khóa học của thầy Cao Vương thì comment số 1. Khóa học cực kỳ chất lượng, cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Anh chị em có muốn bán cái khóa học đấy không? Trở thành đại sứ bán khóa học. Thầy Cao Vương không phải một khóa đâu. Hết khóa này thì lại có cái khóa khác tương tự như vậy. Tuần sau lại sẽ có một khóa gọi là làm chủ trí tuệ nhân tạo AI và chat GPT. Và anh chị em tưởng tượng như này. Nếu như mà mỗi một người ấy, họ mua một cái bản, ví dụ ngày hôm qua là gọi là fast sale ấy, tức là bán gọi là bán khuyến mãi, bán nhanh, bán sớm ấy. Bởi vì ngày hôm qua mới là khóa đầu tiên. Ngày hôm qua mới là khóa đầu tiên, buổi đầu tiên của khóa đầu tiên anh chị em nhé. Buổi đầu tiên của khóa đầu tiên cho nên bán với cái giá gọi là cực kỳ là ưu đãi. 2.4 triệu mà giảm xuống còn có 688.000. Là cực kỳ ưu đãi rồi. Rồi. Thế anh chị em có muốn là gì ạ? Và theo thống kê nhận định sơ bộ ấy, thì có khoảng hơn 100 người đã chuyển khoản. Ở trong Zoom đấy là hơn 1.000 người anh chị em ạ. Thì ngay ngày tối hôm qua là Huy đã đọc được khoảng độ tầm 130 người đã chuyển khoản. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Và trung bình cứ mỗi một cái hóa đơn chuyển khoản đó nó rơi vào khoảng độ 700 ngàn đi. Được chưa? 700 ngàn nhân với 10 là 7 triệu. À đúng rồi anh em, nhân nhanh 90 triệu. Được chưa ạ?
Và anh em tưởng tượng như này, chúng ta có một cái đường link, đó là chúng ta giới thiệu người vào học và chúng ta sẽ nhận được 20% học phí của họ. Cái tức là khi mà họ bỏ tiền thì họ mua ấy, đó. Khi họ bỏ tiền thì họ mua cái tài liệu với cả cái khóa học ấy, thì làm sao ạ? Khoảng độ 700.000, đấy, 688.000, 688.000 mà nhân được 20%, anh chị em nhân nhanh, 688, 700 nhân 20% rơi khoảng độ 140 gì đấy đúng không? Đấy, thì chúng ta kiếm được 140. Và cái điều mà chúng ta làm ở đây là gì ạ? Chúng ta chỉ đơn giản giới thiệu cho bạn bè mình mà, ơi tôi có khóa học này hay lắm, anh em vào học cùng với tôi. Khóa học có chất lượng không ạ? Chất lượng. Có hay không ạ? Có hay ạ? Có giá trị không ạ? Giá trị. Thế là mình đang tặng, mình đang cho, mình đang giúp bạn mình đúng không? Nhưng bạn mình mà thấy hay, nó thục, nó mua, thì mình là sao ạ? Mình có 20%. Đại sứ, nó là như thế đấy. Bao nhiêu anh chị em muốn vừa giúp bạn mình, vừa giúp mọi người mà vừa kiếm được tiền. Nhưng mà cái hay nó nằm phía sau. Cái hay nằm phía sau. Đấy là gì ạ? Tất cả những người bạn mình ấy, họ đăng ký theo cái giới thiệu của mình ấy, lần sau ấy, họ tiếp tục mua khóa sau nữa, khóa sau nữa, khóa sau nữa của Unica, của thầy Cao Vương ấy, thì mình cũng được 20%. Tức là lúc đấy mình không cần giới thiệu gì cả, nó thích, nó tự học, nó mua, nó tự mua, thì mình vẫn cứ có tiền. Được không? Nhưng mà cái hay nó ở sau nữa. Sau nữa là sao ạ? Là mình có cái mối quan hệ, mối liên hệ với họ. 20% của F1 thôi cụ ơi, F2, F3 thành đa cấp rồi. Tham thế. Hình như là nó đang mở ra thêm 10% của F2. Đấy. Cái này thì để Huy xác nhận thêm nhá. Đấy, cái này thì chưa biết, nhưng 20% của F1 là đúng rồi. Có thể là thêm 10% của F2, cái này thì chưa xác nhận. Ok không? Thì đấy là cái cách để mà mình kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm tiền, thậm chí là thụ động. Nhưng mà cái hay nữa mà Huy đang nói ở phía sau nữa ấy, đấy là gì ạ? Đấy là mình có mối liên hệ với những cái người bạn đó. Và lúc sau mình có cái gì hay mình chia sẻ cho họ. Mình có gì ạ? Mình có thương hiệu, mình có gì ạ? Mình có một cái mối liên kết với họ. Và mình đã giúp họ một điều gì đó, mình đã cho họ nợ một cái điều gì đó. Và sau này mình nhờ họ nó dễ, nói chung là như vậy. Nó có một câu mà Huy rất thích như này này. Đấy là nếu như bạn cho được nhiều người nợ ấy, thì bạn muốn nghèo cũng khó. Việc của mình cứ cho mọi người nợ thôi. Mình có tiền thì cho mọi người nợ tiền, được chưa? Mình có nhiều tình cảm thì mình cho mọi người nợ tình. Mình có nhiều thời gian thì cho mọi người nợ thời gian. Tức là mình dành thời gian của mình để quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ họ, ví dụ thế. Mình có nhiều kiến thức thì làm sao? Mình đem cho đi, cho họ nợ kiến thức. Ví dụ như cách Huy đang làm. Đấy là gì ạ? Huy là cái người nghiên cứu. Trước đây thì Huy học bách khoa. Đấy, khoa tự động hóa. Sau đó thì ra làm về tự làm nhà thông minh. Đấy, sau đó thì đi về theo con đường là kinh doanh. Đấy, sau đó thì đi theo con đường là nhà đào tạo, nhà chia sẻ. Đấy, người chuyên cảm hứng. Đó. Thì lúc đấy thì mình, cái vai trò của mình, cái năng lực của mình đấy là khả năng nghiên cứu. Và mình rất là thích công nghệ. Đó, cho nên là mình học được cái gì, mình nghiên cứu cái gì thì mình chia sẻ cái đó. Khi mà chia sẻ ra có ai đó nhận được thì coi như họ đã mắc nợ mình một cái món ân tình. Mà nợ tiền thì nó dễ trả anh em ạ. Nợ ân tình mới là khó. Bao nhiêu anh chị em xem những bộ phim cổ trang của Trung Quốc ấy, hoặc là những cái bộ phim Hàn Quốc ấy, người ta có triết lý ấy. Nợ tình thì dễ trả. À, nợ tiền thì dễ trả, nợ tình thì mới khó, đúng không? Ân tình ấy. Đúng không ạ? Đấy. Thế cho nên là làm sao thì làm, cứ cho nhiều người nợ thì mình sẽ giàu. Còn mình chưa giàu chứng tỏ mình đang là con nợ, nhưng mình phải chủ nợ. Khi nào bạn là chủ nợ thì bạn sẽ giàu, đúng không anh em? Đúng thì đúng nhận sai cãi phát nào, đúng nhận to lên phát nào, comment đúng cái nào. Làm chủ nợ thì chắc chắn là giàu hơn là con nợ rồi. Đúng nhận sai cãi, cãi to phát nào, trời ơi. Rồi, thế thì Huy sẽ hướng dẫn, bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách làm sao để đăng ký để trở thành cộng tác viên hay là đại sứ của bên
học viện UIK cũng như là bên thầy Cao Vương. Đấy. Tuy nhiên thì tí nữa Huy sẽ có cho anh chị em một cái chiến lược nữa, Huy thấy là nó cũng rất hay nha. Rồi. Đây. Đây là cái trang của Huy. Cái trang mà khóa học, giới thiệu khóa học ấy. Rồi. Đây cái khóa học đây. Đây, khóa học này. Tuyệt chiêu làm chủ AI chat GPT này. Đấy, trong 2 ngày này. Được chưa? Và khóa học này nó sẽ diễn ra lặp đi lặp lại. Cứ khoảng độ tuần 2 tuần nó lại có khóa học như này. Anh chị em thấy không ạ? Có mỗi một buổi ngồi chia sẻ nó kiếm lại 90 triệu rồi mà ngày mai còn kiếm nhiều hơn. Ngày mai mới bán khóa học chính, hôm nay mới chỉ bán gọi là luyện tập làm quen rồi, tức là hôm qua ấy, bán luyện tập làm quen đi. Bán 688.000 mới là luyện tập làm quen, là gọi là bán ưu đãi dành cho những người mua sớm thôi, những người tin tưởng thôi. Giống như anh em ấy, anh em mua có 190.000 đấy là luyện tập làm quen để anh em gì ạ, để anh em có niềm tin thôi. Chứ còn càng về sau ấy, thì nó khóa học nó càng đắt hơn và kiếm được càng nhiều hơn. Thế anh chị em tưởng tượng người mỗi buổi tối làm 90 triệu, tối ngày hôm sau làm hơn 100 triệu. Người có làm không? Anh chị em thấy cái dễ không? Kiếm tiền dễ không? Dễ, comment đấy dễ phát à. Đấy, mình phải ăn theo. Tất nhiên 90 triệu này họ phải chia 20% cho cộng tác viên rồi. Trừ những người khách trực tiếp thì thôi, nhưng mà khách thông qua cộng tác viên thì trừ 20%. Đấy, thì cũng loanh quanh cũng còn khoảng độ hơn 70 triệu. Cũng được nhỉ. Làm một tối được 70 triệu anh chị em thấy ok không? Khen họ một câu cái nào. Trời. Tỷ thì không ấy đâu. Anh em có một cái điều này rất là dở đấy, như này. Mình muốn thành công, mình muốn giàu ấy, đầu tiên ấy, mình phải khen thằng giàu, mình phải thích thằng giàu, mình phải yêu thằng giàu, mình phải ngưỡng mộ thằng giàu, mình phải gì ạ? Mình phải đi theo thằng giàu. Thấy nó giàu, thấy nó có tiền thì mày quay ra lại ghen ghét, quay ra lại khinh khỉnh, như bảo úi giời ơi, tại vì nó thế này, tại vì nó thế kia. Mình phải ngưỡng mộ nó. Đúng không anh em? Ngưỡng mộ nó, khen ngợi nó, tung hô nó thì làm sao ạ? Thì đến lúc nào nó sẽ đến lượt mình. Được chưa? Người ta làm được, người ta giỏi hơn mình. Người ta giỏi hơn mình thì làm sao? Mình phải học. Đúng hay rất đúng. Đúng nhận sai cãi. Đúng nhận sai cãi. Cãi to lên. Đấy. Thì làm sao ạ? Việc của mình nó là gì ạ? Gửi cái đường link này. Đây anh chị em nhìn này, cái đường link này có cái mã này này. Là cái mã của Huy này. Đấy. Và ngày hôm qua Huy ngồi Huy chia sẻ tí này. Đấy, chia sẻ tí này là có 38 người đăng ký. Đấy, 37 khách hàng, 38 đơn hàng, em chẳng biết đơn hàng là cái mẹ gì. Chắc là cái lượt đăng ký vẫn là cái ông khách đấy, nhưng mà ông lại đăng ký hai khóa. Nhưng cái khóa này là cái khóa miễn phí cho nên là chưa có tiền. Không biết là cái 688.000 đó thì họ có nhập vào đây để trở thành gọi là hoa hồng cho mình không, hay là phải mua trực tiếp, thanh toán trực tiếp thông qua website thì nó mới ghi nhận. Nhưng mà tạm thời thì Huy thấy rằng là cái việc mà ghi nhận cái đơn hàng là chưa có. Anh chị em tưởng tượng này, 38 ông đăng ký theo link của Huy. Đấy, thì trong số đó thì sẽ có một số ông học, một số ông không học. Và một số ông học thì một số ông mua, một số ông không mua. Nhưng kiểu gì rơi rớt cũng phải có 1-2 thằng mua. Không thể nào mà 38 thằng mà không có thằng nào mua đơn hàng. Đấy, nhưng mà gì ạ? Mua đơn hàng kiểu gì ạ? Chuyển khoản cá nhân thì nó không đi qua hệ thống này. Thì cái việc mà họ nhập vào hay không, không ai biết. Đây là cái điều đầu tiên mà Huy đang băn khoăn, thắc mắc. Đấy, cái thứ hai tức là mình phải mua hàng thông qua cái gì ạ? Cái khóa học này. Đây là khóa học là gì ạ? Không đồng nhá. Khóa học này miễn phí là không đồng nhá. Nhưng trong đó có thể sẽ có những khóa học có đồng, tức là có tiền. Đấy, và nó sẽ có nút mua ở đây. Và nếu mình mua ở đây, mình thanh toán ở đây thì đơn hàng nó sẽ tự động nhảy ở đây. Được chưa? Đấy là cái sau này. Còn bây giờ hiện tại là chưa có tiền. Được không ạ? Rồi. Huy đoán là trong số này cũng có mua cái tài liệu hôm qua là 688.000 rồi, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó không lên, không biết là bao giờ nó lên hoặc có lên hay không, không biết. Thì đấy là cái đầu tiên. Được chưa? Bây giờ 688.000 thì mình được 20%, mình sẽ rơi vào loanh quanh khoảng 140.000. Đó.
Thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà đăng ký nha. Đấy, thì ví dụ ở đây nó có cái phần mời cộng tác viên này, Huy sao chép cái ở đây này. Đấy. Sau đó là Huy gửi vào trong nhóm nhá. Đấy, gửi trong nhóm riêng nhá. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy, sau đó anh em vào đăng ký. Đăng ký thì nó rất đơn giản thôi. À, bây giờ Huy thử ao ra xong đăng ký lại cho anh em nhé. Đăng xuất ra này. Đó. Đấy, xong rồi nhập email này. Đấy. Hướng dẫn đăng ký cho anh chị em luôn nhé. Mình nhấn vào cái đường link này. Nhấn vào cái đường link này cho nó đúng. Đấy, nhấn vào đường link này. Đấy. Thì nó có cái gì ạ? Có cái mã giới thiệu này. Mà không nhấn đường link nó không có mã giới thiệu này. Thấy chưa? Đấy, vtx82@gmail.com. Đấy. Rồi. Khởi tạo, tức là nó sẽ kiểm tra xem email này có trong hệ thống chưa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khách hàng nó có thể trùng nhau. Anh chị em không? Ví dụ như là ông này đã đăng ký ở hệ thống của Huy rồi, bây giờ ông khác cũng gửi lời giới thiệu thì nó sẽ kiểm tra xem cái email này đã có trong hệ thống chưa. Nếu có trong hệ thống rồi thì nó yêu cầu nhập mật khẩu, nhưng nếu mà chưa có trong hệ thống thì nó sẽ yêu cầu nhập gì ạ? Nhập số điện thoại và yêu cầu khởi tạo, đúng nhá, nhập mật khẩu. Đấy. Đấy, đăng ký thành công, được chưa? Ở đây nó có hướng dẫn này, cập nhật thông tin cá nhân này, cập nhật avatar này, cập nhật họ tên, email, số điện thoại đúng để nhận thông tin liên lạc này, đổi mật khẩu tăng tính bảo mật này. Đấy. Cập nhật tài khoản ngân hàng chính xác để công ty có thể chuyển tiền cho bạn khi đánh thanh toán thành công này. Bước 2 là chia sẻ chiến dịch và tuyển cộng tác viên này. Đây là công việc chính bạn làm để tạo ra thu nhập này. Chia sẻ chiến dịch bằng cách vào trang chia sẻ. Đây, trang chia sẻ đây. Được chưa? Trang chia sẻ thì hiện tại mới có một khóa học thôi, sau này sẽ có nhiều khóa học hơn. Mời nhân viên, khách hàng, bạn bè làm cộng tác viên sao chép mã giới thiệu trên cùng và gửi cho họ. Sao chép mã giới thiệu trên cùng này và gửi cho họ. Được chưa? Giống như Huy lúc nãy ạ. Huy vừa giới thiệu anh chị em đấy. Rồi, bước 3 là kiểm tra thu nhập. Để kiểm tra thu nhập thì kiểm xem liên kết của bạn có được quan tâm hay không. Bạn có thể tìm đến trường lưu lượng để có thể kiểm tra có bao nhiêu đơn hàng đăng ký truy cập vào đơn hàng. Để kiểm tra có bao nhiêu khách hàng đem về cho nhà cung cấp, có thể trình về khách hàng để kiểm tra nhận được bao nhiêu tiền nhà cung cấp nhấn vào ví của tôi. Đấy, ví của tôi. Đấy, được chưa? Đấy, ở đây này, nó có thống kê này. Ok không? Đấy, nó có thống kê này. Rồi, nó có lưu lượng này. Đấy. Rồi. Các chức năng thì để Huy vào cái nick bên kia, Huy chia sẻ cho anh chị em nó dễ hơn. Rồi. Tăng suất. Rồi, khách hàng này. Đấy. Đăng suất. Đăng suất này. Đăng suất. Không đăng suất được. Đăng suất. Tắt đi. Tắt đi. Đây. Anh chị em vào phần khách hàng này. Có một cái điểm hay là như này này. Anh chị em có thể copy cái đường link của cái khóa học này, anh chị em gửi lên trên các cái nhóm, và những cái người ở trong cái nhóm đấy họ tự động họ đăng ký mà mình chẳng biết họ là ai. Đúng không ạ? Nhưng có một cái hay là gì ạ? Khi mà họ đăng ký ấy, là anh chị em có được toàn bộ thông tin của họ. Đây này, email, số điện thoại này. Và việc của mình là gì ạ? Mình có thể là gì ạ? Copy số điện thoại này của họ là gì ạ? Add Zalo của họ và nói rằng là gì, là tôi mời bạn vào trong cái lớp học này. Đấy, sau đó là mình có thể đưa họ vào trong cái nhóm Zalo để chăm sóc, giống như Huy đưa mọi người vào trong cái nhóm Zalo chat GPT để chăm sóc. Đấy, chăm sóc để làm gì ạ? Để giúp liên kết, tăng cái mối liên hệ mọi người lên, đúng chưa? Đấy, và khi mà mình có thương hiệu, có nhân hiệu và có gì ạ, có những cái giá trị nhất định cho mọi người thì làm sao ạ? Thì mình có thể bán hàng cho họ, mình giới thiệu sản phẩm này, sản phẩm kia thì sao ạ?
thì họ dễ dàng mua mình hơn. Bởi vì mọi người thường thích mua hàng từ những người họ biết, từ những người họ quen, từ những người họ tin tưởng. Đúng không? Chắc comment xuống điều này. Mọi người thích mua hàng từ những người họ tin tưởng, comment xuống điều này. Đấy, thì Huy làm thế nào ạ? À, Huy copy cái đường link này, Huy gửi lên trên các cái nhóm. Cái nhóm nào mà mình gửi được thì mình gửi. Được chưa ạ? Những cái nhóm nào gì ạ? Kinh doanh này, khởi nghiệp này, nhóm chat OBT này, GBT này. Đấy, nhóm gì ạ? Nhóm học kinh doanh này, rồi nhóm gì ạ? Rất nhiều các cái nhóm. Nhóm nào mình gửi được thì mình gửi. Đúng không ạ? Bởi vì rất nhiều người quan tâm. Sẽ có những người họ đăng ký, mình chẳng biết họ đăng ký từ đâu luôn. Nhưng ở đây mình biết được hết thông tin của họ. Và họ mua hàng thì mình sẽ nhận được. Đấy, mình nhấn là mời cộng tác viên này. Mời cộng tác viên này. Đấy. Mời cộng tác viên. Đấy. Nhấn mời cộng tác viên. Nhấn mời này là gì ạ? Nó tự động gửi email cho họ luôn. Thế mới hay. Đấy, mình cứ ngồi nhấn mời. Nó tự động gửi email mời. Anh chị em nào đăng ký rồi tí thử xem nó có email nhá. Đấy. Đó ạ. Đấy, mình nhấn mời cộng tác viên. Thì làm sao ạ? Họ làm cộng tác viên họ làm sao ạ? Họ tiếp tục đi mời người tham gia. Ở đây có giá trị không ạ? Ừ, có giá trị. Có giá trị thì sao ạ? Thì mình việc chia sẻ thôi. Còn họ mua hàng hay không thì sao ạ? Thì do họ. Họ thích thì họ mua, họ không thích thì sao ạ? Họ không mua. Ít nhất thì mình cũng vẫn giúp được cho họ cái điều gì đó. Đúng không ạ? Ngày hôm qua kể cả anh chị em có mua hàng hay không mua hàng thì anh chị em cũng đã nhận được giá trị, đúng không ạ? Đấy chính là vấn đề. Đấy, được không? Ok không anh nhé? Nha. Đây là cái cách đầu tiên, à cách thứ hai mà Huy giới thiệu cho anh chị em để mà kiếm tiền từ chat GPT. Còn rất nhiều cách khác nữa thì Huy sẽ dần dần Huy sẽ chia sẻ thêm cho anh chị em. Không phải là không muốn chia sẻ, bởi vì là mỗi một buổi Zoom thì mình chỉ làm ngắn gọn thôi để cho anh chị em có thể dễ tiếp thu. Cái thứ hai nữa đấy là có một cái chính sách như này, có một cái như này nữa, đó là anh chị em vẫn cứ gửi link, vẫn cứ mời mọi người vào trong các cái Zoom, các cái nhóm của mình và mời họ vào học. Và đến khi mà họ định chuẩn bị mua hàng ấy, giống như tối hôm qua ấy, họ chuẩn bị mua hàng ấy, thì bây giờ anh chị em như này, bây giờ như này, đó là thay vì họ mua 688.000, thực ra là tối nay không còn giá đấy đâu, tối nay giá nó sẽ cao hơn, thì bây giờ thay vì họ mua 688, thì anh chị em chia sẻ với họ, bảo là gì ạ, ôi, sang bên này cùng với tao, đấy, có gì ạ, có gọi là thầy Huy hướng dẫn rất tận tình, đấy, rất nhiều tài liệu, rất nhiều những cái bài học, rất nhiều cách để kinh doanh, và cầm tay chỉ việc luôn, được chưa, từng ly từng tí một luôn, đấy, bên kia mà để mà nhờ thầy Vương hỗ trợ là khó lắm, không chat được với thầy đâu, bởi vì thầy quá bận luôn. Bên này thầy Huy dù sao cũng rảnh hơn, cũng ít người hơn, cho nên vẫn còn chat với anh em được, đúng không? Đấy. Thì qua bên này thì bây giờ ấy là giá nó không còn 190.000 như hôm qua nữa, mà nó sẽ lên là 490.000, cho nên chúc mừng anh chị em nào ngày hôm qua đã sớm gọi là ra quyết định lên thuyền, đúng không ạ? Đấy. Và tối nay là giá là 490.000. Và Huy thì sao ạ? Huy gọi là chia 50-50 cho anh chị em luôn. Tức là gì ạ? Là những người nào do anh chị em giới thiệu, anh chị em nhận tiền của họ. Tức là anh chị em bảo là qua bên này, đấy, thấy chưa, anh Huy là đưa 490.000 này, mày chuyển tiền cho anh Huy cũng được, chuyển tiền cho tao cũng được, nhưng mà gì ạ, nhưng mà mày ghi vào đó thông tin đó là do ai giới thiệu, lúc mà chuyển khoản hoặc là lúc mà nhắn tin ấy thì là do ai giới thiệu, chỉ cần nói một câu như thế thôi, được chưa ạ? Là lập tức là mình có 50%. 490.000 chia đôi bao nhiêu đấy? Đấy là 245.000. Anh chị em muốn 50% hay là muốn 20%? Đấy, thì tùy anh chị em nhé. 90-10
Tham nó vừa thôi, tham quá là nhiều khi là nó không tốt đâu. Tham là tốt nhưng mà tham vừa, tham quá gọi là tham, tham quá thì thành thành thâm, tham thì thâm. Vừa thôi thì nó cái gì nó cũng cân đối là ngon nha. Đấy. Thì 50% của 490.000 thì là anh chị em được 245.000, còn 200 20% của 6 700 thì cũng ấy không mà. Không, là tâm an này thì nghe cái giọng là biết rồi. Ok nhá. Đấy. Thì ở đây đấy là gì ạ? Đây là một cái cơ hội để giúp cho anh chị em kiếm tiền. Giúp cho anh chị em kiếm tiền và bắt đầu học cách kiếm tiền. Đấy ạ. Ví dụ như là anh chị em cứ bảo là à bây giờ tôi phải am hiểu về chat GPT, tôi phải thế này thế kia thì tôi mới kiếm được tiền. Không, đừng nghĩ như vậy. Huy kiếm tiền từ khi mà Huy còn chưa biết gì về nó. Từ lúc tạo tài khoản là Huy đã bắt đầu kiếm được tiền. Chưa biết gì về nó đã kiếm tiền rồi. Cho nên đừng nghĩ là em phải thế này, em phải thế kia mới kiếm được tiền. Đây là cái cách mình làm thôi. Cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc. Ok không ạ? Cách mình chớp lấy cái cơ hội này cũng là cách mình chớp lấy cơ hội khác. Mình rèn cho mình một cái thói quen chớp cơ hội. Anh chị em ok không ạ? Và tối hôm qua Huy là một trong những người đầu tiên chuyển khoản để mua cái bộ tài liệu đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy biết nó là gì ạ? Cần thiết. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức cho mình. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Cái thứ hai nữa là mình có lỗ đâu. Mình mua về một bộ mình bán lên mười mấy bộ lãi mẹ rồi. Anh chị em thấy không? Chả có gì mà mình không đầu tư cả. Anh chị em hôm qua bỏ 190.000 được tặng luôn một cái tài khoản 100.000 nữa. Thế cuối cùng là mất có 90.000 cả bộ tài liệu 2 triệu tư của người ta. Rẻ vãi chưởng luôn. Đúng không? Đấy. Đúng nhận sai cãi phát à. Rõ ràng là cho đi không giới hạn đâu. Anh chị em có nhìn thấy cái sự mà cho đi không giới hạn không? Chả thấy ai gọi là cảm ơn được cậu nào, buồn hết cả người. Hôm nay là lên 490.000 anh chị em đã lãi được 300.000. Hôm qua bỏ ra 190.000 được tặng tài khoản, hôm nay bỏ ra 490.000 còn không được tặng tài khoản. Anh chị em lãi mẹ 400.000. Mà hôm nay cái vòng Zoom này ấy, là dành riêng cho những anh chị em nào có ra quyết định ngày hôm qua này. Đúng không? Hôm qua thực ra là gì ạ? Là cái buổi để gì ạ? Để lọc phễu thôi, lọc bớt những cái người mà vớ vẩn, không quan tâm, không không quyết tâm thôi, không có sự máu chiến này. Làm việc với Huy đơn giản lắm, chiến thì làm, chiến thì là gọi là gì nhỉ? Vừa mới viết xong. Biến không, chiến thì biến, một là chiến hay là biến này rất là rõ ràng, không có lờ vờ đấy. Bởi vì sao ạ? Thời đại cá nhanh thắng cá chậm, cứ lờ vờ đến bao giờ mới thành công được, đến bao giờ mới lên được, làm phải máu mà làm luôn đấy. Thì cái video ngày hôm qua ấy là Huy, do Huy quay màn hình của Huy cho nên là các đội khác không ai có đâu. Chỉ có duy nhất Huy có cái video ngày hôm qua thôi. Và Huy cũng gì ạ? Huy cũng chia sẻ miễn phí cho anh chị em ở trong nhóm. Đúng không? Đó. Thì anh chị em xem lại cái video đấy cũng rất giá trị luôn. Cực kỳ giá trị luôn. Được chưa? Đấy. Xem video tối qua mẹ gửi liên tục, gửi mấy lần ở trong nhóm rồi. Trong nhóm chính, nhóm phụ đều gửi hết rồi. Nhóm riêng tư và nhóm public đều gửi hết rồi. Không chịu xem, không chịu đọc. Cứ hỏi. Nhọc lắm cơ, hôm qua trả lời rất nhiều câu này, rất nhọc. Đấy. Thì tốt nhất là anh chị em thông báo, Huy có thông báo. Thì họ bảo là Huy sẽ nhắc là một là chuyển khoản cho Huy thì Huy để số tài khoản ở đó. Thì nếu mà chuyển khoản cho Huy mà đến thông qua lời giới thiệu của bạn nào đó thì làm sao ạ? Thì nhớ ghi chú là lời giới thiệu của ai đó, được chưa? Cách thứ hai đó là anh chị em chủ động nhắn tin, chủ động nói chuyện với họ để mà họ chuyển khoản cho mình. Sau đó anh chị em chuyển khoản cho Huy đúng cái số tiền là 245.000. Ok không? Đấy, đấy là cách dễ nhất anh chị em cầm tiền đằng chuôi luôn cho nó chắc.
Được không? Nhưng mà anh chị em lưu ý điều này, khi mà anh chị em mời người vào thì anh chị em phải có trách nhiệm hỗ trợ họ. Đây cũng là cách để anh chị em xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái nhân hiệu đối với họ, xây dựng cái niềm tin đối với họ. Được chưa? Tâm An là tên là gì nhỉ? Mình để cái tên thương hiệu nhiều khi ấy không. Có trợ lý đang hỏi Huy là không biết bạn này có ở trong nhóm không thì không thấy tên. Đấy, thế trợ lý Huy làm việc rất là nghiêm túc, rất chăm chỉ và rất tự động tự giác. Đấy. Chủ động nhắc mình luôn. Rồi Tâm An thì có ở trong nhóm nhá. Đấy, anh có người rồi. Có xác nhận rồi. Thực ra chưa xác nhận đâu nhưng mà mình cứ tin tưởng như vậy đi thôi. Nhà Tâm An nhỉ. Ok nhé. Rồi thì ngày mai thì Huy sẽ có một cái zoom tương tự như này, chia sẻ cho anh chị em sâu hơn về về ChatGPT. Đấy, giới thiệu từ cơ bản đến những cái bước sâu hơn, cao hơn, và cách sử dụng ChatGPT với một số các loại chat khác và một số công dụng khác nữa, và thực tế thực chiến. Đồng thời sẽ trả lời những câu hỏi, ví dụ như là một số bạn liên quan đến bất động sản này, rồi liên quan đến hoa quả này. Bây giờ bảo anh ơi, bây giờ em sử dụng cái chat này để áp dụng vào công việc bán hoa quả của em thế nào chẳng hạn. Được chưa ạ? Thì anh chị em thử tưởng tượng xem là mình có một cái người mentor, có một cái người chuyên gia để mà mình hỏi như vậy, thì anh chị em thấy có tiết kiệm hơn bao thời gian không ạ? Tiết kiệm hơn không ạ? Đúng không? Đấy. Và Huy có một cái khóa học, Huy có một cái lớp chuyên sâu, sau này sẽ chia sẻ cho anh chị em sau. Và cái lớp đấy để mà anh chị em được hỏi, được tư vấn, được gọi là trả lời những cái câu hỏi tương tự như vậy ấy, thì anh chị em xác định phải gọi là đóng học phí loanh quanh, nó rơi khoảng độ tầm trên 10 triệu. Đấy. Nhưng mà hôm nay đấy là diện là lúc mà vui, cho nên là sẽ demo, sẽ chia sẻ toàn bộ cho anh chị em, không có lấy đồng nào hết. Được ạ? Miễn phí. Cho nên là tranh thủ hỏi, hỏi được cái gì thì cứ hỏi. Bởi vì anh chị em hỏi là lúc để mà Huy gì ạ? Huy phải nghiên cứu. Câu hỏi nào Huy chưa biết thì là Huy phải gì ạ? Phải nghiên cứu để mà gì ạ? Để trả lời cho anh chị em. Và khi mà Huy đã nghiên cứu xong hết những thứ đó rồi thì sao ạ? Thì lúc đấy cái khóa kia nó sẽ mở ra. Và lúc đó khóa kia mở ra thì anh chị em xác định là cái giá nó phải trên 10 triệu. Đấy, để được coaching, để được cầm tay chỉ việc, để được hỗ trợ chi tiết đến mức như thế. Đúng không ạ? Ok nhá. Đấy, cho nên là anh chị em vào sớm này là lợi đủ đường luôn. Đấy, được hưởng hết những cái quyền lợi nâng cao mà sau này sẽ phải mất rất nhiều tiền mới mua được, mới được vào nhá. Anh chị em cứ để ý mà xem, anh chị em vào sớm là sẽ rất nhiều cái lợi. Ok nhá. Rồi. Thế thôi thì anh chị em nào đăng ký thì Huy gửi cái đường link ở trong đấy rồi đấy. Anh chị em đăng ký gặp khó khăn gì thì nhắn tin hỏi, Huy sẽ hỗ trợ thêm nhá. À, thêm cái điều nữa đấy là anh chị em muốn chia sẻ lên trên các nhóm ấy thì có trong đấy có các bài viết mẫu nhá. Huy hướng dẫn anh chị em cách chia sẻ này. Dễ lắm. Nó có bài viết mẫu này, nhấn nút chia sẻ này. Đấy, nhấn vào đây này. Mình nhấn vào sao chép này. Đấy, xong mình nhấn vào một cái nhóm nào đấy hoặc trên trang cá nhân của mình nhá. Đấy, mình nhấn vào đây này. Mình paste vào đây này. Ở đây anh chị em nhìn này. Mình lúc mà copy á, nó copy có 3 cái mẫu này. Được chưa ạ? Có 3 cái mẫu này. Thế thì mình làm như nào ạ? Mình làm 3 bài viết. Mỗi bài viết cách nhau khoảng 2 tiếng, từ giờ đến tối là nó có chương trình rồi. Thì cái đầu tiên mình xóa cái mẫu 1 này đi. Được chưa? Xóa mẫu 2, mẫu 3 này đi. Được chưa? Đấy. Thì là mình có một cái bài viết rồi, kèm cái đường link của mình. Ok không? Đấy. Cái đường link này anh chị em thấy là có chữ Quang Huy này. Thì anh chị em có vào đây có một cái gọi là có cái đường link này. Đây. Có cái đường link này. Thì nó có đường link ngắn này. Anh chị em có thể viết tên vào đây, hoặc là viết là ChatGPT vào đây.
Đấy, anh chị em thích cái gì chat rồi thì anh chị em viết vào đây. Đấy ra sau anh nhấn copy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ra được cái đường link này. Còn nếu không ấy thì nó sẽ ra đường link này. Được chưa ạ? Nó vẫn là đường link mà giới thiệu của anh chị em, nó sẽ có cái mã GPT của anh chị em ở đây. Được chưa? Đây các cái mẫu gợi ý ở đây. Đó, anh chị em có thể sao chép cái mẫu ở đây. Được chưa? Đó. Nhưng mà Huy gắn thêm cái tên của mình vào đây tạo ra cái đường link gọi là rút gọn. Được chưa? Đấy. Sau đó mình gửi lên trên gì ạ? Trên trang cá nhân của mình. Đấy. Được chưa? Đấy, xong mọi người vào mọi người học thế thôi. Đấy, nhưng mà thêm một bước nữa nhá. Thêm bước nữa thì thay vì là mình gửi như này thì cũng được. Nhưng cách mà Huy hay làm ấy đó là gì ạ? Huy gửi mọi người vào trong một cái nhóm Zalo của mình để làm gì ạ? Để mình kiểm soát này, để mình hỗ trợ này, để mình chăm sóc này. Đấy, để mình tiếp tục trao giá trị này. Sau đó thì bắt đầu mới gửi cái đường link học này hoặc các cái đường link khác. Đấy. Nhưng mà mình cũng thử cũng được, gửi vào đây mình có thể hai buổi tối này, mùng 9 tháng 2 và mùng 10 tháng 2. Đấy, đăng đấy. Đăng. Đấy, anh em thấy không? Rất dễ. Đấy, có ai vào thì vào thôi. Thế là đăng. Được chưa? Rất đơn giản. Được chưa em ạ? Lên các đội nhóm tương tự như vậy. Được chưa? Đấy. Copy cái này. Chỉnh sửa bài viết này. Đấy, ví dụ như đăng vào một cái nhóm nào đấy. Đây cái nhóm này là nhóm của Huy rồi. Đấy, mình đăng cái này mình lại đăng mẫu 3 đi. Đấy, bỏ cái mẫu 1, mẫu 2 đi. Đấy. Zoom 19:30 tối mùng 10 tháng 2. Đấy. Được chưa? Cho họ thông tin thời gian. Đấy, đăng. Đấy. Thế là cũng được một số người bây giờ đang hot mà anh chị em. Nó đang đám đông đang đói khát lắm mà anh chị em không tận dụng thời gian đi thì vài bữa nữa nó hết hot thì lại ngồi cười. Nhá. Ok, thế nhá, được chưa anh chị em? Thế chiến nhá.